Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Lạm dụng cây chó đẻ chữa bệnh gan, coi chừng dính bẫy tử thần. Quý vị và các bạn thân mến, trong Mê Hoàng Trận, cây thuốc được thiên hạ loan truyền chữa các chứng bệnh về gan. Cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu, có thể nói là quán quân trong việc được nhiều người sử dụng vì dễ tìm và giá rẻ. Ít ai biết, chính những đặc tính này của cây thuốc ấy đã trở thành căn nguyên đưa nhiều người đến với những mối họa không lường. Trô bin của lá gan. Cây thuốc trị các chứng bệnh về gan có rất nhiều, ví dụ như nhân trần, dứa dại, sáo tam phân, mật nhân. Nhưng các loại này thường là khó kiếm, đắt tiền hay để lại tác dụng phụ, vân vân. Cây chó đẻ thì không như thế, lành tính nên được ngành y học cổ truyền ví là doping của lá gan. Chia sẻ về tác dụng thần kỳ của cây chó đẻ, ông Trần Vĩ, 62 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình, nghiên cứu về cây thuốc này đã 3 năm, ca ngợi tính hữu ích và tác dụng diệu kỳ của cây chó đẻ. Qua đó, ông đúc kết rằng cây thuốc nào giá càng đắt, được quảng bá ầm ĩ thì gắn với nhiều nguy cơ như bị giả, rút chất hay tiềm ẩn chất kích thích tăng trưởng, vì người trồng phải thúc cho phát triển nhanh để bán. Đông y gọi chó đẻ vì các bậc chân y quan sát thấy sau khi hạ sinh, chó mẹ thường tìm ăn loại cây này, nên được gọi là cây chó đẻ. Còn gọi chó đẻ là diệp hạ châu bởi các cụ quan sát thấy cây có hạt mọc dưới lá. Các sách thuốc ghi nhận nó chữa bá chứng về gan. Ông Vĩ nhấn mạnh, bị chứng gan nhiễm mỡ, ông tin cây chó đẻ sẽ giúp mình cải thiện chức năng gan, đánh tan các lớp mỡ không mong đợi. Đùa với tử thần, ông Vĩ chỉ là một trong số người đang thần tượng và tích cực sử dụng cây chó đẻ để chữa các chứng bệnh về gan cũng như duy trì lá gan không khỏe mạnh sau các chầu nhậu bí tỉ. Chị Thu Minh, 32 tuổi, nhân viên văn phòng công ty bất động sản Trường A ở quận 1, cho rằng uống cây chó đẻ sẽ giúp làn da tươi tắn nụt nà. Theo y văn, diệp hạ châu hay cây chó đẻ còn có tên gọi khác như diệp hoài thái, lão nha châu. Đây là cây thuốc mọc hoang ở các nước vùng nhiệt đới, dùng toàn thân ở hai dạng tươi và khô. Cây chó đẻ có tác dụng chữa viêm gan siêu vi B, nhưng bảo nó chữa bá chứng bệnh về gan là hiểu sai về tác dụng của cây thuốc này. Bác sĩ Trương Phúc Trinh, phụ trách khâu dược đoàn y bác sĩ Niềm Tin, tổ chức thiện nguyện chuyên giúp bệnh nhân nhiễm HIV, AIDS cho biết. Theo dược sĩ Trinh, cây chó đẻ gồm hai loại, thân xanh và thân đỏ. Trong đó, cây chó đẻ thân đỏ mới được y văn ghi nhận chữa bệnh viêm gan siêu vi B với tên gọi đầy đủ là cây chó đẻ răng cưa. Đây là loại cỏ mọc hàng năm, cao chừng 30cm, thân gần như nhẵn, mọc thẳng đứng, thường có màu đỏ. Đúng như chia sẻ của dược sĩ Trinh trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tắc Lợi đã mô tả cây chó đẻ thân đỏ với tên gọi như trên và nói rõ tác dụng chữa bệnh viêm gan siêu vi B của cây thuốc. Năm 1988, Plumpier và Thoogarian công bố đã điều trị 37 bệnh nhân viêm gan siêu vi trùng B bằng chó đẻ răng cưa, đọt kết quả âm tính 22 trên 37 sau 30 ngày. Lương y Nguyễn Trọng Bá, tỉnh Đồng Nai cho biết, tác dụng chữa viêm gan siêu vi B của cây chó đẻ răng cưa đã được ghi nhận. Nhưng cần lưu ý, người không mắc chứng viêm gan, nếu tự ý sử dụng thì vô cùng nguy hại. Bởi đây là cây thuốc chữa bệnh, không phải thuốc bổ. Người có lá gan bình thường nếu lạm dụng sẽ dẫn đến chai gan, sơ gan, vân vân. Và trên thực tế, đã có người tự ý sử dụng cây thuốc này đã phải vong mạng.
đừng chết vì thiếu hiểu biết. Mẹ tôi đi khám bệnh, được bác sĩ cho biết bị chai gan. Trong vòng 3 tháng, mẹ bị vàng da. Nghe người bà con giới thiệu uống cây chó đẻ sẽ hết, mẹ liền gọi về Việt Nam nhờ kiếm giùm. Họ phơi khô, xào trong nồi gan, hạ thổ gửi qua Mỹ. Mẹ tôi nấu nước uống trong vòng 1 tháng thì sụt gần 10 kg. Khoảng 2 tháng sau bị chảy máu miệng mũi, đi tiêu ra máu, sau đó thủ huyết rồi chết. Vì thế, mọi người phải cẩn thận với cây chó đẻ. Trên đây là chia sẻ của một thành viên trên diễn đàn cây thuốc của Y sinh Tị Lâm, trường y học cổ truyền Lê Hữu Trác, thành phố Hồ Chí Minh. Y sinh này cho biết, trong quá trình tìm hiểu, anh ghi nhận được nhiều ý kiến của các lương y về mối nghi phá huyết của cây chó đẻ. Khi không mắc bệnh về gan, nếu lạm dụng thì người sử dụng cây chó đẻ sẽ bị phá hồng huyết cầu, từ đó suy giảm hệ miễn dịch, hại gan, v.v. Theo kỹ sư hóa Bùi Văn Cứ, Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh phân tích cho thấy, trong thành phần cây chó đẻ răng cưa có một số chất kháng sinh đối kháng với các vi khuẩn gồm tụ cầu trùng, Soli, Sony, Siga, v.v. Vì thế mà chó mẹ sau khi sinh con thường ăn cây chó đẻ để mau lành vết thương. Dược sĩ Trương Phúc Tinh lưu ý, vì trong cây chó đẻ có chất kháng sinh mà theo nguyên tắc ngành y, loại này không được tự ý dùng, không được lạm dụng và sử dụng kéo dài. Tính phá huyết của cây chó đẻ bắt nguồn từ cơ sở đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.